Được không? Đang át hình. Được mang danh cộng sản nằm vùng này hạnh phúc ba đời. Để xả đâu đủ tư cách để làm cộng sản thôi, nằm vùng đâu, nằm vùng. Mà ở đây là chúng nó làm gì có vùng mà nằm. Cho dù Lisa có đi vào trong đấy Lisa sinh hoạt, chúng nó cũng chẳng có quyền gì mà nói Lisa cả. Tại vì cái đất này á, là người ta đóng thuế để người ta phục vụ cho những cái cộng đồng đấy chơi với nhau, họp lại. Đã nhiều lần Lisa cũng đã nói rồi, họp lại để chơi với nhau, để mà chăm sóc về những cái giống như là chăm sóc về cái nội tâm của người ta, phải không? Sorry. Chăm sóc rồi chơi với nhau để giúp đỡ nhau, hay là những cái người già gặp khó khăn, hay là những cái người người ta không biết tiếng Anh tiếng em gì đó thì giúp đỡ cho người ta, chứ đâu phải là cái cộng đồng ấy tự chúng nó bỏ tiền chúng nó lập ra để chúng nó không cho, thích cho ai chơi thì chơi, không thích cho ai chơi không vào chơi thì không chơi đâu. Lẽ ra mày nói là đi đi may luôn cái tay vào này, cho nên là không không phải là như mọi người nghĩ là như vậy đâu. Cho nên các bạn yên tâm đi, cái bọn ở bên này nó chẳng làm được cái gì Việt Nam đâu. Bên này cái khu đặc khu kinh tế Lê Sả thấy là một cái rất là thông minh của người người chính quyền Việt Nam. Lý do là vì bây giờ Trung Quốc nó rất là mạnh, phải nên nhớ như thế. Việt Nam này sát ngay cạnh bên Trung Quốc, nó mới ra Trung Quốc nhá, xin nói cho mọi người biết đó, nó ra một cái loại giống như cái mobile phone đó, nhưng mà nó giống như là một cái quả bom, xong nó có một cái thứ vận chuyển tự động, nó chỉ cần nó bay vù một cái xong Việt Nam nó thả cho một đống cái những cái đấy xuống thì cũng cũng chết ngóm rồi, Việt Nam là cái gì, nên nhớ như vậy. Nhưng mà nó đánh Việt Nam thì nó được cái gì đâu, nó chiếm Việt Nam mà đâu ai cho nó chiếm, nói đơn giản đâu phải đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà Việt Nam rất là khôn, tại vì sao, tại làm ra cái đặc khu như thế thì tất cả mọi nước trên thế giới này người ta sẽ vào đó đầu tư. Khi người ta vào đó người ta đầu tư đó thì không có thằng nào dám ho he vào mà đánh Việt Nam cả, nên nhớ như vậy. Các bạn phải biết cái năm mà chiến tranh Việt Nam năm thời xưa đấy, Mỹ nó mang bom ra nó bỏ bom Việt Nam gì, nhưng mà đang trên đường đi á thì nó được tin là ở Hải Phòng, ở cảng Hải Phòng có một cái máy, có một cái tàu của Liên Xô đang đậu ở đó. Thế là nó tức khắc nó ra lệnh cho toàn bộ cái bọn máy bay đấy quay lại, quay trở lại Sài Gòn. Tại vì nó nếu mà bỏ bom vào Hải Phòng á thì sẽ bị Hải Phòng cái tàu của Liên Xô sẽ bị đánh vào, nó sợ đánh vào tàu Liên Xô. Cho nên nó không dám lao tới bỏ bom vào vào cảng Hải Phòng nữa. Ở bên đó thằng nào con nào náo đá nó lì xa. Lì xa vũ rồi chúng tôi yên tâm. Lúc này bên lúc mấy giờ rồi, bên này 2-3 giờ đi thôi, 3 giờ mấy rồi, gần 3 rưỡi rồi, bọn trẻ nó sắp về rồi. Các bạn yên tâm đi, cái bọn ba que ở bên này nó sắp chết hết rồi, nó chả làm được gì đâu, chúng nó chỉ làm ba cái trò đấy là để chúng nó kiếm cơm vớ vẩn hoặc là chơi cho đỡ buồn thôi, chứ chúng nó làm được cái gì. Tại vì chúng nó ở bên này á, chúng nó không được như ý của chúng nó,
nhớ lại cái thời ngày xưa chúng nó sung sướng ấy, chúng nó tiếc cho nên nó thù cộng sản thôi, chứ chúng nó không làm gì được đâu. Còn cái đặc khu thì khi người ta đã quyết định người ta mở thì chả có thằng nào làm được gì cả. Như thế nào gọi là bán nước, ngu như bò. Cái lũ chúng nó sang nó sang bên bên California, cái khu đấy mấy triệu người á, nó đã đồng hóa được Mỹ chưa? Cho nên là những cái người biểu tình á, chúng mày á, tự vả vào mặt chúng mày thôi, chúng mày xui người ta làm như vậy. Chính bản thân chúng mày làm những cái chuyện như vậy, biểu tình rồi không cho Trung Quốc vào, thì cái dân Mỹ nó cũng biểu tình đừng có cho chúng mày vào, đúng không? Đuổi chúng mày về cũng đúng thôi. Cho nên là cái mấy 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 triệu người á, mấy 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 ngàn người Việt Nam sắp sửa bị trục xuất á. Đấy, chúng mày lấy cái gì, chúng mày há miệng mắc quai à? Bây giờ chúng mày kêu là đừng cho Trung Quốc vào này kia các thứ, người ta cũng bảo đừng cho, đuổi hết cái bọn mắt dạy về Việt Nam. Có phải chúng mày ngu không? Đó. Rồi à, bên Mỹ, bên Úc về Trung Quốc vào đây đây này, mua nhà mua cửa mọc lên đây này, thì sao? Sao không biểu tình đi? Cả một cái cảng này nó bán mẹ cho Trung Quốc rồi. Đó. Con cái mọi người, những cái lớp, như Nên Sà vẫn nói, những lớp tuổi trẻ bây giờ làm gì có mua được nhà một cách dễ dàng đâu. Giờ nhà rất là lên rồi, ít cũng phải lửa triệu rồi, làm sao mà mua, đúng không? Đấy, cái ảnh hưởng trực tiếp vào 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 chính con cái mình mà không chịu no, đúng không? Trong khi á, cái bọn đấy nó cầm hết hết cái gì passport, hộ chiếu, nó nhập quốc tịch hết của Anh, Úc, rồi Trung Ben cùng phèm, nó nhập hết rồi, chúng nó đâu còn là người Việt Nam, mà chúng nó đâu có no gì được cho cái người dân bên này đâu. Thế nhưng mà lại cứ to mồm sủa về Việt Nam, thế mới tại chứ. Thế sao cũng không hiểu tại sao, không biết. Đây, may áo. Như sao cũng không, mình cũng không hiểu như thế nào nữa, cái bọn điên, bọn khùng. Đấy, đôi khi mình cũng chịu khó lắm. Mà chịu chịu khó nó phải lên cơn cơ các bạn ạ. Đàn bà ít ai như mình lắm. Mình nói thật là Lê Sa lười lắm, làm cái này phải có cái gì hứng thú, bởi vậy cho nên mới lên live stream để nói chuyện, cho bữa nào mới nói chuyện cho vui, chứ không thì không làm được đâu. Cái tật của mình vậy rồi, ở Việt Nam cũng vậy, lười lắm, lười luôn. Cái gì cũng biết làm, cái gì cũng thích học, nhưng mà học thì để đấy là để biết thôi, chứ còn không không có làm đâu. Mình lười lắm, không nên trả thấy nhiều người Việt Nam rất là tự bỏ. Đây là máy may nhá, vừa vừa nãy là máy vắt sổ, bây giờ là máy may. Cái ngành may này á, ngày xưa rất là thịnh, người Việt Nam mình á, ngày xưa đàn bà rồi kể cả gia đình nữa, vợ chồng nữa, toàn là ở nhà để làm may thôi. Ngày xưa lấy hàng về may, cái thời gian đó Trung Quốc á nó chưa nhiều lắm, nó chưa có giống như là cái nền cái kinh tế của Trung Quốc hay này Úc hay là người kia nó chưa thịnh lắm á, thì nó thuê những cái hãng xưởng ấy, nó mướn những cái người 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 Việt Nam mình, hay là những cái bà ở nhà vừa trông con vừa đưa con đi học làm may. Thế nhưng mà sau đó nó gửi hết sang Trung Quốc, nó gửi hết sang Trung Quốc may may xong á, các bạn nhìn này, mày nói xong rồi đi đi cho chỉ trắng ở dưới.
xong rồi nó đưa hết hàng sang bên Trung Quốc may. Tại vì nói thật là sản xuất ở ở Úc nhưng mà toàn những người Việt Nam làm thôi, không? Tại vì Tây nó ít khi nó ở nhà làm may như mình lắm, tại người Việt mình chịu khó mà, cho nên là nhiều người ở ở nhà vừa trông con, rồi vừa đi làm may lấy hàng về làm thì cũng được lắm. Thời gian đấy cái hồi Lisa mới qua này, làm cái ngành này rất là tốt, tại vì vừa đưa con đi học vừa ở nhà làm thì rất là tốt. Thế nhưng mà bây giờ nó đưa hết sang Trung Quốc nó làm rồi, nó đưa sang Trung Quốc xong rồi nó về đây nó gắn một cái mác vào xong nó bảo là làm mẫu đó. Thế nhưng mà nhiều người ở đây thì cứ mồm loa mép dài lên đấu tranh Trung Quốc mới nọ kia, rồi Trung Quốc vào Việt Nam rồi nọ kia. Ôi,